Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Vì sao năm lãnh đạo cấp cao của đảng lại tự nguyện xin từ chức? Ngày 30 tháng 4, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Những con lợn bình đẳng hơn của blogger Nguyễn Nhân. Tác giả Mỹ Mai, hai năm nay chẳng hiểu phong thủy nước Nam ta bất ổn thế nào mà trước sau liên tiếp đến năm vị lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước có nguyện vọng trả chức về vượng. Mà kỳ bí hơn cả là trước đó các vị chẳng hề có dấu hiệu băn khoăn nào về hoạn lộ không có biểu hiện mệt mỏi hay chán chường gì với cái gánh nặng chức vụ. Nhưng cứ đánh một phát, một đêm ngủ dậy, toàn dân bỗng thấy các đồng chí được cho thôi giữ tất cả các chức vụ theo nguyện vọng vậy thôi. Tuy vậy, tác giả chăm biếm nói thì nói dân Việt Nam vốn là dân tộc giỏi gian chữ nghĩa, nên từ trong câu chữ ngắn gọn của các bản thông báo, người ta nhận ngay ra sự bất thường. Và đây là hình bài bình luận trên RFA. Thì ra là các đồng chí có phốt mà phốt nặng nha, gây ảnh hưởng đến cả uy tín của đảng và nhà nước cơ mà. Uy tín của cá nhân lãnh đạo thì có thể chầm trước, ai cũng là con người, có hỷ nộ ái ố cả. Nhưng đảng và nhà nước thì phải tuyệt đối trong sạch vững mạnh. Nên đụng tới đảng và nhà nước, tức đã đụng tới bàn thờ rồi, không thể tha thứ. Nhưng theo tác giả, đây lại chính là điều khiến người ta ấm ức. Trung ương kết luận, ông Vương Đình Huệ vi phạm những điều đảng viên không được làm, nhưng lại không nói rõ vi phạm điều gì mức độ ra sao. Thành thử tác giả phải tự tìm, nhưng càng tìm càng hoang mang. Bởi trong số 19 điều đảng viên không được làm, ông Huệ đã có hành vi nào trong số những hành vi kể trên chăng? Tác giả tiếp tục chăm chọc, các bác trung ương sơ hở lắm. Nếu các bác không nêu cụ thể, thì bọn phản động tha hồ thiêu dệt. Nào là trồng bầu ở nhà ca sĩ nọ được hai trái, nào nuôi được anh trợ lý nhận tiền, từ doanh nghiệp dùm, vân vân mà chẳng ai phản bác để bảo vệ lãnh đạo được vì các bác có thèm cho biết cái gì để làm cơ sở phản bác đâu tác giả dẫn thông báo của trung ương đảng cho hay ông huệ đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu và đây là hình năm lãnh đạo cao cấp tự nguyện tự chức quy định này được ban chấp hành trung ương đảng ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2018 nêu rõ những hành vi tư tưởng việc làm được xem là thuộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là các chức vụ chủ chốt Thế thì tương tự, tác giả thắc mắc, ông Huệ có thể đã vi phạm hành vi nào trong số những hành vi dưới đây không? Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với đảng Cộng sản Việt Nam, khoảng 1, điều 2. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, khoảng 2, điều 3. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức, tặng quà, nhận quà, vì vụ lợi, khoảng 5, điều 3, vân vân. Theo tác giả, Bây giờ là thời đại thông tin, bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm các quy định nói trên trên mạng Internet và tự đối chiếu nó với nội dung thông báo của Trung ương Đảng và suy luận giống như tác giả vừa thử đặt vấn đề. Nếu suy luận như vậy là oan cho ông Huệ thì trách Trung ương ấy ai bảo không nói rõ. Và đây là hình đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Tác giả chế diễu, cái máy photo của Trung ương thật tốt, qua hết 5 vị lãnh đạo to mà nó sao y bản chánh không sai một chữ nào vỏn vẹn trong vòng hơn một năm đã có hai phó thủ tướng, hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội đều tự nguyện thôi giữ các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân vì có vi phạm nghiêm trọng và chịu trách nhiệm người đứng đầu. Tác giả nhận xét, cứ cho là sức mẻ danh dự uy tín đi, nhưng trên dư luận công khai, họ đều là chủ động từ chức, chứ không bị kỷ luật cách chức. Xem như trọn vẹn khí tiết người đảng viên Cộng sản. Trong khi đó, vô số cấp dưới của họ lần lượt vào lò, thân tù tội, tài sản bị tịch thu, hoàn toàn thân bại danh liệt. Hành xử của Ban chấp hành Trung ương Đảng trong năm vụ việc cụ thể liên quan đến 5 cá nhân lãnh đạo cao cấp trên, nói theo phong cách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì vừa trái pháp luật, vừa thiếu tình người. Tác giả dẫn câu nổi tiếng trong tác phẩm Trại súc vật của nhà văn Orwell chia sẻ rằng: mỗi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn các con khác. Nhưng xem ra, sự bình đẳng hơn này giống như kẻ hầu hạ bị căn bệnh trào ngược Cổ họng ở đài nước chua nóng rác nhưng vẫn phải nhẹ cười và gặp người nói cảm ơn các đồng chí. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Vì sao năm lãnh đạo cấp cao của đảng lại tự nguyện xin từ chức? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Báo nhà nước im lặng trước vụ tai nạn xe VinFast tại Mỹ. Ngày 29 tháng 4, AFA loan tin xe VinFast ở Mỹ bốc cháy, làm 4 người chết, báo Việt Nam đăng rồi gỡ. Theo đó, vụ một chiếc xe điện của hãng VinFast ở Mỹ đâm vào gốc đâm vào gốc cây ven đường rồi bốc cháy, khiến cả 4 người trong một gia đình đều thiệt mạng, nhưng báo đài nhà nước im lặng trước thông tin này. Theo AFA, đài NBC ở vùng vịnh ngày 28 tháng 4 cho hay, gia đình bốn người ở thành phố Bixenton, miền bắc tiểu bang California, đi trên một chiếc xe điện hướng về đường Foothill vào khoảng 9 giờ tối ngày 24 tháng 4 thì gặp nạn. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ cảnh sát cho biết, tài xế dường như đã mất lái. Tài xế dường như đã mất lái và va chạm với một cây sòi lớn, sau đó chiếc xe bốc cháy. Cảnh sát xác định chiếc xe là xe điện Vinfast nhưng không cho biết đó là mẫu xe nào. Cảnh sát cho biết tốc độ có thể là một yếu tố gây ra vụ tai nạn này và cuộc điều tra của họ vẫn đang tiếp tục. AFA cho hay các nạn nhân sau đó được xác định là Taron, 41 tuổi, cùng vợ là Rinsey George và hai người con của họ, Rowan George, học lớp 8 tại trường trung học cơ sở Hart và Aaron George, học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Dunlun. Trong khi đó, vẫn theo AFA, tạp chí điện tử người đưa tin có cơ quan chủ quản là Hội luật gia Việt Nam ngày 27 tháng 4 đưa tin về vụ việc với tiêu đề Kết quả điều tra ban đầu, vụ xe ô tô chở 4 người gặp tai nạn ở Mỹ. Tuy nhiên, ngày 29 tháng 4, phóng viên AFA truy cập vào đường dẫn, thì bài viết đã không còn. Thay vào đó, tờ báo này dẫn người đọc tới một bài viết khác về Ukraine. Và đây là hình gốc cây xoài và chiếc xe VinFast đã đâm vào. AFA cũng cho biết, đài Kieran For có trụ sở ở San Francisco đưa tin về vụ tai nạn này trên trang web của mình nhưng không nêu tên hãng xe. Thay vào đó, bản tin thời sự bằng video do nữ phóng viên Sarah Tinson dẫn và phát trong ngày 26 tháng 4 khẳng định rằng gia đình này lúc đó đang lái một chiếc xe VinFast. Đó là một chiếc xe hơi đến từ một hãng Việt Nam. Nó được sản xuất ở Việt Nam. Hãng này mới chỉ hoạt động vài năm. Phóng viên Sarah dẫn lời một người bạn của gia đình nói trong điều kiện không thu hình cho hay. Họ muốn cảnh sát điều tra xem liệu chiếc xe này có gặp trục trặc gì hay không. Bên cạnh đó, cũng AFA cho hay đài CBS News thông tin về vụ việc dẫn xác nhận của Trung úy Cảnh sát Eric thuộc thành phố Pleasanton. Theo đó, chiếc xe này là xe điện do công ty VinFast của Việt Nam sản xuất. AFA cho biết thêm, hãng tin VinFast đến nay chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về vụ việc. Và đây là hình một mẫu xe của VinFast. Trong khi đó, báo Cali Today cho hay, đoạn đường xảy ra tai nạn tương đối nguy hiểm, có hai làng nhập làm một và một khúc cua gấp một số vụ tai nạn đã xảy ra trong khu vực này những năm qua. Băng hình giám sát từ hiện trường cho thấy chiếc xe đụng vào cột điện trước khi đâm vào cây lớn. Vết cháy trên thân cây và hiện trường nồng nồi và hiện trường nồng mùi được bao phủ bởi bột chống cháy. Theo báo Cali Today, điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe dường như mất kiểm soát trước khi đâm vào cây xoài lớn và bốc cháy. Nhà chức trách không tình nghi bia rượu, ma túy hay tội phạm đóng vai trò trong vụ tai nạn cũng không nhắc đến gì đến nguyên nhân có thể do xe trục trặc. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Một cuộc điều tra đầy đủ về vụ tai nạn đang được thực hiện, mặc dù tốc độ có thể một yếu tố gây ra tai nạn, thành phố Pleasanton ghi trong tuyên bố. Liên quan đến VinFast, Cali Today cũng cho hay, cơ quan an toàn giao thông xa lộ quốc gia vào năm ngoái đã thu hồi một số mẫu xe VinFast 2023 do lỗi đồng hồ tốc độ và đèn báo lỗi. Một số người tiêu dùng hay tài xế cũng để đơn khiếu nại lên cơ quan về hệ thống tay lái và hệ thống cảnh báo lệch làn đường của xe VinFast, nhưng không nêu rõ mẫu xe nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Báo nhà nước im lặng trước vụ tai nạn xe VinFast tại Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.